nó chỉ cần một quả như thế thôi. Cầu, những pha cầu hai nhịp của Nghiêm Đình Tuấn quá hay, phòng thủ xuất sắc từ Quốc Học vẫn còn. Cơ hội kết thúc. Hay quá Học ơi, tuyệt vời. Ai sẽ thắng trong pha cầu này đây? Ngoài sân 19 đều. Hello, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Trận bán kết đơn nam 2 mở rộng giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi Bắc Ninh năm 2019. Một pha đập cầu chém rất hay của Quốc Học, trận đấu thứ nhất điểm số 13 đều. Nghiêm Đình Tuấn là một tay vợt chuyên nghiệp. Ở ngoài sân, tất cả mọi người chúng ta có thể chào lại nhau đúng không ạ? Mọi người có thể comment 1 để Hùng biết rằng bạn đang xem, để Hùng chào mọi người nào. Và hãy dành một vài giây giúp Hùng chia sẻ cái livestream này rất nhờ. Một pha. Chúng ta tiếp tục với trận đấu 15-13 nghiêng về phía Quốc Học. Rất bình tĩnh. Như mình bình thường là mình ép vội luôn đấy. Đập cầu rất tốt và bất ngờ. 14-15. Anh Nguyễn Như Thành nói rằng nếu Học ăn trận này thì chung kết sẽ căng, còn nếu Nghiêm Đình Tuấn mà ăn thì chung kết sẽ nhạt, bởi vì đơn giản là Tuấn Anh và Nghiêm Đình Tuấn đã thi đấu với nhau rất nhiều và chiến thắng luôn cho Tuấn Anh. Cùng với đó là họ cùng đội nhà với nhau, thì Hùng nghĩ rằng có thể sẽ diễn ra một trận đấu chung kết thủ tục. Tôi xin báo lại, sau trận đang diễn ra trên các sân, chương trình thi đấu của trận rất hay, nhưng rất đáng tiếc cầu ngoài sân. Theo về kinh nghiệm thi đấu thì Nghiêm Đình Tuấn có nhiều kinh nghiệm hơn. Bác ơi, cháu nhờ một tí bác ơi. Cầu hai nhịp khá khó chịu từ Nghiêm Đình Tuấn. Quốc Học bị ngửa ra nhưng vẫn có thể chém lại được. Vâng, kéo lưới rất tự tin. Đập cầu tốt. 17-16 cho Quốc Học. Hay quá. Chém cầu rất tốt thì Quốc Học không dứt điểm ạ. Vẫn thủ được, không còn rồi. Điểm 17 đều, quá hay. Anh em cổ vũ cho ai nào, comment đi. Comment Nghiêm Đình Tuấn cố lên, Quốc Học cố lên nào. Cơ hội tấn công. Rồi, những pha phông ép, phông lao về khiến Quốc Học ngửa người. Sau đó là một tình huống trả cầu non và Nghiêm Đình Tuấn đã kết thúc rất gọn ghẽ. Đập cầu chất lượng, 18 đều. Lực của nó không quá mạnh nhưng mà nó bất ngờ. Nghiêm Đình Tuấn bấm góc, ép góc phải, Quốc Học cực kỳ hay luôn. Nó chỉ cần một quả như thế thôi. Cầu, những pha cầu hai nhịp của Nghiêm Đình Tuấn quá hay, phòng thủ xuất sắc từ Quốc Học vẫn còn. Cơ hội kết thúc. Hay quá Học ơi, tuyệt vời. Ai sẽ thắng trong pha cầu này đây? Ngoài sân 19 đều. Trận đấu thứ nhất điểm số 19 đều. Người đều. Ok, xin chào Thiện Xe Ôm, xin chào Trần Định. Vẫn thủ được non rồi. 21-20. Tiếp tục là một cơ hội kết thúc. Vâng. Quốc Học. Xem đấu thứ nhất kết thúc. Điểm số vừa đủ 21-19 cho Nghiêm Đình Tuấn. Thể dục thể thao Từ Sơn. Trong xe đấu thứ nhất chiến thắng 21-19 cho Nghiêm Đình Tuấn. Một pha chém cầu rất bất ngờ. Các nhóm tuổi Bắc Ninh nội dung đơn nam mở rộng anh ơi. Trận đấu thứ ba nào.
thủ cầu vẫn rất tốt. Về những pha dứt điểm và đập cầu thì Nghiêm Đình Tuấn có lực tốt hơn. Ngoài sân rất chính xác. 2-1 cho Quốc Học. Một pha cầu rất cố của Nghiêm Đình Tuấn. Anh thắng Minh Phúc khá nhanh. Thắng trong vòng 2 set khá nhanh với khoảng cách cũng tương đối sâu. Cái cầu tốt từ Quốc Học. Nghiêm Đình Tuấn phông lao chéo sân cực kỳ khó chịu. Chắc, chắc. Cảm giác chân tay chắc, anh cũng thế. Cảm giác chân tay là đầu thứ hai. Quốc Học đang dẫn 3-2. Bỏ cầu không chính xác, cầu trong sân. Cái đầu thứ hai điểm số 3 đều. Đã yếu thế. Pha chém cầu thuận tay là sở trường của Nghiêm Đình Tuấn. Nghiêm Đình Tuấn là người gốc Bắc Ninh, còn Quốc Học là học ở Bắc Ninh. Rất may mắn, cầu lật lưới. Điểm 6-4 cho Nghiêm Đình Tuấn. Áp lực đang đè lên Quốc Học. Trong set đầu thứ nhất thì Quốc Học đã thua rồi. Và set này thì Quốc Học đang bị dẫn. Nghiêm Đình Tuấn đánh cầu khá chắc. Nghiêm Đình Tuấn có thể hình tốt hơn Quốc Học. Bảy bốn rồi. Và huấn luyện viên Tuấn Anh nữa. Lại thêm phần gì đó. Lợi thế rồi, đập quá tốt luôn. Khỏe lắm. Khỏe nhờ anh nhờ. Cũng luôn check 2 này anh ạ. Ui rồi, đập. Đập nặng vãi trưởng. Lực tay tốt thật. Nghiêm Đình Tuấn vẫn đang tập tuyển Bắc Ninh. Rất mạnh, Hùng ngồi ngoài Hùng còn thấy giật mình. Chắc tay thật. Cảm giác Nghiêm Đình Tuấn đánh quá chắc tay luôn. Quốc Học lỏng tay rồi. Cũng có tập luyện gì ở đấy đâu. Chỉ là đến khi có giải thì đánh hộ thôi. Kiểu đánh cho bộ công an thôi. Chém kìa. Tưởng là mất điểm rồi. Rất tốt, có thể dứt điểm không? Ăn rồi. Cầu tốt. Ngoài sân. Theo Hùng quan sát thì nó là ngoài đấy. Cũng không tìm, không đấu được bạn đúng không? Người ta bảo mắt cận mà. Kề lưới rất khó chịu từ Nghiêm Đình Tuấn. Rồi, vẫn bình tĩnh. Về tốt nhờ. Vẫn lên, không còn rồi. Điểm số 11-7, xếp đầu thứ hai. Mình nhìn như kiểu nó trong hẳn rồi đấy. Nhưng mà thực tế nó vẫn ngoài. Em quay nhiều em biết mà. Nói chung cứ bình tĩnh thôi. Chứ còn vội vàng thì chắc chắn là thua. Quá cao. Học đang bí cầu. Nói thực sự là Quốc Học đang bí cầu. Hất cầu rất chất lượng. Nghiêm Đình Tuấn phải nói là đánh cực kỳ có lực luôn. Hai đứt rồi, Học đi theo tiếng gọi của Thái Lan. Phải nói rằng trong set đấu này thì Nghiêm Đình Tuấn này. Đập cầu tốt, một pha thủ cầu rất đáng tiếc của Nghiêm Đình Tuấn. À, không khỏe lắm, em nghĩ thế. Cảm giác vẫn cố được. Trọng tài xác định cầu trong sân, 13-11 cho Nghiêm Đình Tuấn. 13-11. Tiếp thế nhờ, đập chất lượng thật, nhưng mà quả đấy em tưởng Học nó kéo qua cơ. Tốc độ tốt hơn Quốc Học. Chiều cao cũng tốt hơn. Tuấn cao khoảng 1m8. Cây tay bảo sàng. Quốc Học tầm cơ bản.
16-11. Trưa 17-11 rồi. Nào để có thể giành điểm nữa. Dù sao thì Nghiêm Đình Tuấn cũng tập tuyển thi đấu cho Bắc Ninh khá nhiều năm rồi. Ua, vẫn cứu được, lại chết quả đấy rồi. Nhưng Đình Tuấn đánh quá hay. 12-18. Nó phông, nó đấy, nó chắc lực lắm. Ngoài sân 13-18, tập thôi. Còn Nghiêm Đình Tuấn thì tập tuyển. Nói chung là cứ cố gắng tập thêm một vài năm nữa thì già dặn hơn là vừa. Quốc học so với khoảng vài tháng trước phải nói là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đúng rồi, chung kết phải cố hết sức nhỉ. Nghiêm Đình Tuấn quá chắc. Bỏ cầu rất tự tin, 14-19. Nhưng Đình Tuấn phong mấy quả chéo sân khó chịu thật. Quá đẳng cấp. Ôi, tranh giải ba anh em ạ, thế là anh em mình còn được xem Quốc Học thi đấu với Minh Phúc nữa cơ. Minh Phúc cũng kinh khủng. Minh Phúc Hải Phòng, tuyển của Hải Phòng. 16-20. Điểm số 16-20. Điểm số tốt từ Quốc Học 17-20. Thực sự là rất khó. Cái gì cũng biết. Cao rồi. Tiếp tục điểm số 21-17 cho Nghiêm Đình Tuấn. Nghiêm Đình Tuấn đã có một trận đấu thực sự rất hay, đặc biệt là với trận đấu thứ hai này.